Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin pháp lý trên kênh Luật Pháp Trị. Tôi là Thủy Linh và sau đây là vấn đề của ngày hôm nay. Filler, sắc đẹp ngàn đô. Tiêm filler tiền triệu nhưng phải bỏ ra số tiền gấp hàng trăm, hàng nghìn lần để xử lý những hậu quả biến chứng mà nó mang lại là một tình trạng nhức nhối hiện nay. Quý vị muốn biết sự việc này diễn ra cụ thể như thế nào, chế tài nào dành cho hành vi này, hãy cùng đón xem trong bản tin pháp lý ngày hôm nay nhé. Mới đây thì trên mạng xã hội lan truyền thông tin thiếu nữ T, 17 tuổi ở Đồng Nai có đi tiêm filler tại một cơ sở làm đẹp trên địa bàn. Nữ sinh T đã tiêm chất làm đầy để dặm môi, cằm và được tư vấn tiêm thêm ở vùng mũi với lời cam kết cơ sở làm đẹp an toàn. Tuy nhiên thì người thực hiện tiêm filler lại là một học viên tại spa, vừa học nghề 3 tháng đã trực tiếp thực hiện dẫn tới hậu quả khó phục hồi. Khi gia đình được báo đến đón, T đã trong tình trạng không tỉnh táo, một bên mắt không có dấu hiệu hoạt động. Gia đình ngay lập tức đưa đi cấp cứu, chuyển 5 bệnh viện. Khi được chuyển đến tuyến lên bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân được chẩn đoán là mù vĩnh viễn một bên mắt, đang trong quá trình theo dõi vì vẫn còn khả năng xảy ra các biến chứng nghiêm trọng khác như liệt nửa bên não trái. Thời điểm xảy ra sự việc thì người trực tiếp cầm kim tiêm và chủ spa đã tự xử lý cho uống thuốc theo hướng dẫn của một người thầy. Để T nằm 4 tiếng tự theo dõi tại spa trước khi mà gọi người nhà đến đón. Điều đáng nói là ngay khi tiêm filler xảy ra đau nhức mắt và chảy máu, T đã phản ánh không thấy đường nhưng mà chủ spa vẫn tự cho thuốc và xử lý tại chỗ 4 tiếng mà không đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một điều đáng buồn là đây không phải là tình trạng hiếm gặp khi tiêm filler, đặc biệt là filler vùng mũi. Chỉ cần search từ khóa biến chứng của filler trên Internet thì ngay lập tức xuất hiện hàng chục, hàng trăm những bài báo phóng sự về vấn nạn này. Nào là hoại tử, nhiễm khuẩn vì tiêm chất làm đầy mông, mù mắt do tiêm filler tại cửa hàng làm nail. Filler hay còn gọi là chất làm đầy là một chất dùng trong chăm sóc sắc đẹp để làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn trên khuôn mặt. Nói cách khác thì việc tiêm chất làm đầy được thiết kế để cung cấp một hợp chất tự nhiên làm đầy da, giảm nếp nhăn và phục hồi thể tích khuôn mặt. Quy trình này nhắm vào các vùng cụ thể như má, môi, cằm, vết chân chim quanh mắt và vùng trũng bên dưới mắt. Tuy nhiên thì các chuyên gia khuyến cáo không tiêm filler vào những vùng như mắt, mũi và có thể gặp một số tác dụng phụ hoặc là biến chứng khi tiêm như bầm tím, đau và sưng sau tiêm, hoại tử, thậm chí là mù hoặc là bại liệt. Vậy chế tài nào dành cho những bác sĩ chuyên gia tự phong này? Theo cơ quan chức năng thì hầu hết các spa cung cấp dịch vụ này không được cấp phép làm thẩm mỹ. Căn cứ theo điểm A khoản 6 điều 39 nghị định 177 năm 2020 của chính phủ thì cơ sở này có thể phải đóng góp cho ngân sách nhà nước tới 50 triệu. Cũng theo điểm C khoản 7 điều này, các cơ sở vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 12 tới 24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm A và D khoản 6 điều này. Đối với những đối tượng trực tiếp tiêm và chủ cơ sở thẩm mỹ thậm chí còn có thể phải đối mặt với việc hầu tòa theo quy định tại điều 315 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc là dịch vụ y tế khác. Những đối tượng này có thể phải ngồi tù từ 1 tới 5 năm, phạt tiền tới 5 triệu đồng và bị cấm hành nghề. Tuy nhiên thì chế tài này còn chưa đủ sức răn đe với nguồn lợi khổng lồ mà những dịch vụ này mang lại. Hiện nay thì dù đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm đẹp là thế nhưng mà rất ít cơ sở tuân thủ chế tài xử phạt. Thậm chí còn có cơ sở ngang nhiên hoạt động quảng bá rầm rộ ngay cả khi đang bị đình chỉ. Do vậy thì kiến nghị các cơ quan lập pháp cần có những chế tài nghiêm khắc hơn để khắc phục triệt để những dịch vụ này. Bên cạnh đó thì người dân cũng cần có sự tìm hiểu và lựa chọn những bệnh viện thẩm mỹ uy tín để nâng cấp sắc đẹp, chớ dại giao phó tính mạng của mình cho những bác sĩ rầm, kẻo hối hận không kịp. Vừa rồi là nội dung của Luật Pháp Trị về vấn đề này. Còn bạn có ý kiến ra sao? Hãy comment phía dưới cho chúng tôi biết nhé. Hoặc có thể inbox trực tiếp qua fanpage Luật Pháp Trị Cảnh Chéo Luật Sư Quách Thành Lực hoặc số hotline 0833 125 123 để có thể tư vấn chi tiết hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.